Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Như vậy thì sau một khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi thì Chat họ mới bắt đầu quay trở lại thị trường Việt Nam bằng việc giới thiệu ra những cái dòng máy của họ. Thì có thể nhắc đến đầu tiên đó chính là chiếc Sharp Watch S2. Thì ở đây thì mình đang có một cái chiếc điện thoại khác, đó chính là chiếc Sharp PI. Thì nó là cái phiên bản giá dưới 3 triệu đồng nhưng mà vẫn sở hữu một cái thiết kế đẹp, kèm theo đó là camera kép dành trải nghiệm nhiều hơn cho người dùng. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái thương hiệu đến từ Nhật, đó chính là Sharp nữa. Rồi đầu tiên thì nói về thiết kế cái vẻ bề ngoài của nó trước, thì mình đang có đây là cái phiên bản màu đen này, thì ngoài ra các bạn còn có phiên bản màu vàng nữa. Thì cái kiểu thiết kế của nó thì nó theo hơi hướng là phổ thông một tí. Chúng ta vẫn có một cái chiếc máy với kiểu bốn góc được bo cong này. Và đây là kiểu thiết kế nguyên khối, nhưng mà cái mặt lưng của nó thì nó được làm từ nhựa giả kim chứ không phải là kim loại. Nhưng mà cái cảm giác ban đầu mình cầm vào thì cũng rất là chắc chắn. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy nổi bật đó chính là cái cụm camera kép. Thì trong tầm giá dưới 3 triệu mà có trang bị camera kép kèm theo chế độ chụp ảnh smartphone phone thì cũng khá là ổn rồi. Thì chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải là 13 megapixel, một camera phụ là 2 megapixel, này đèn flash. Logo của Sharp ở đây thì nó còn có thêm 6 cái đường chỉ chạy ngang nữa, nhưng mà đây nó chỉ giả cho chúng ta cho cái kiểu các bạn có cái nhìn giống như kim loại thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái loa ngoài, lâu lắm rồi mới thấy một cái hãng họ để cái loa ngoài ở phía sau. Ở đây thì có thêm hai cái nút G nữa, khi mà các bạn đặt ở trên một mặt phẳng thì nó sẽ tạo một cái khoảng không cho âm thanh. Ở cạnh phải chúng ta sẽ có một cái khay đựng sim thẻ nhớ này, bên này thì là nút tăng giảm âm lượng, ở phía trên thì không có gì cả. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái jack tai nghe 3.5 và một cái cổng micro USB, rồi lướt nhanh qua vậy thôi. Ở mặt trước thì các bạn sẽ có một cái màn hình với kích thước màn hình là 5.2 inch và độ phân giải là HD này. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel, một cái cảm biến và loa thoại. Ở phía dưới các bạn sẽ có một cái nút home, tuy nhiên đây là nút home cảm ứng thì coi như là đây là một cái điểm cộng cho cái chiếc Sharp PI này đi. Hai bên là hai cái nút điều hướng cơ bản của Android. Ban đầu mình không có thấy nó đâu, bởi vì nó chỉ là hai cái chấm thôi mà còn không có đèn nữa. Mình lại tưởng là con hệ điều khiển giống như là con Mizu chứ chỉ có một nút home, nhưng mà không phải, nó có hai cái nút, hai cái chấm nhỏ nhỏ ở đây. Phía bên này là đa nhiệm này, phía bên này là back. Đấy, màn hình của máy là 5.2 inch với độ phân giải là HD. Nhưng mà một cái điểm cộng cũng như là một cái lời khen mình dành cho con Sharp này, đó chính là Sharp làm cái màn hình của nó rực lên, như là trong cái màn hình của nó, nói chung là mình thấy nó đẹp hơn hẳn so với những cái máy cũng là màn HD. Về thông số cấu hình ấy, thì chiếc Sharp PI này nó sử dụng con chip MediaTek MT6737T, RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB. Thì với cái cấu hình này trong phân khúc giá dưới 3 triệu nữa thì nó đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của các bạn thì hoàn toàn thoải mái, kể cả việc chơi những cái tựa game nhẹ hay là hơi nặng nặng một xíu thì đều có thể chơi được cả. Còn lại thì lướt web này, xem YouTube hay là lướt Facebook, Instagram thì vô tư. Và về cái giao diện của Sharp ấy, thì mình lại có cảm giác nó chạy giống như Android gốc hơn, nhưng mà cái này nó đã tùy biến những cái icon này, trông nó tròn và đẹp hơn này. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta vẫn có cái trình photo hay là cái thanh trượt xuống thì nó y chang Android gốc, không có gì khác cả. Camera thì mình cũng đã thử chụp một số cái bức ảnh rồi, thì ấn tượng ban đầu với cái camera này ấy, thì cái chất ảnh cho ra cũng khá là ổn, tuy nhiên cái tốc độ chụp của nó tương đối là chậm. Dĩ nhiên trong tầm giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi được quá nhiều rồi, nhưng mà một cái điểm mà mình cảm thấy khá là ưng ý là kiểu như là ảnh cho ra của nó cũng rất là tốt ấy, đặc biệt là cái chế độ chụp ảnh HDR. Đây là bức ảnh mà mình chưa chụp HDR, thì nói chung là màu cũng đã được đẩy lên rất là tươi rồi. Quăng qua chụp HDR này thì màu đẩy lên tươi hơn này, các vùng tối sáng cũng được làm lại khá là ổn, và có chung con này làm cho mình chụp ảnh cũng khá là ấn tượng, ngoài trừ cái việc là cái giao diện chụp ảnh của nó hơi cổ lỗ một tí và chụp hình nó hơi lâu thôi, nhưng mà cái chất ảnh cho ra thì cũng rất là tốt. Như vậy thì sau một khoảng thời gian vắng bóng ấy, thì Sharp đã trở lại với các phân khúc smartphone tầm trung. Như vậy thì người dùng Việt của chúng ta lại có một sự lựa chọn, một cái thương hiệu khác đến từ Nhật Bản, đó chính là Sharp. Với một cái thiết kế cũng khá là ổn này, nhưng mà điểm đáng nói là cái con máy này chỉ có tầm giá tầm khoảng là dưới 3 triệu, như là 2 triệu 9 đấy. Thì đây là một cái mức giá quá ổn cho chúng ta để lựa chọn một cái chiếc máy rồi. Các bạn sẽ có một cái thiết kế đẹp này, camera kép để có thể trải nghiệm được luôn, màn hình ổn, nói chung là đáp ứng tốt trong cái tầm giá này. Và nếu như các bạn cảm thấy thích con này thì like cũng như là subscribe FPT Shop để ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.